Chào các bạn đến với Bạc Liêu quê hương tôi. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn hình ảnh về món ăn tại quán ăn có tuổi đời trên 40 năm tuổi tại thành phố Bạc Liêu. Đó là quán Nem Nướng Tư Văn, nằm tại địa chỉ số 20 đường Hòa Mỹ Tập, phường 3, thành phố Bạc Liêu, đối diện với điện lực thành phố Bạc Liêu. Người dân Bạc Liêu thì rất quen thuộc với quán ăn này. Nếu để so sánh quán Nem Nướng Tư Văn thì theo mình đánh giá thì đây là một trong những quán nem nướng ngon nhất Bạc Liêu. Quán bán từ buổi chiều cho đến tối nha các bạn, và thu hút rất nhiều lượt khách là người dân địa phương và cả khách du lịch đến ăn khi đến Bạc Liêu. Ngoài món bánh hỏi nem nướng nổi tiếng của quán thì quán còn bán thêm bún xào và gỏi cuốn. Giá mỗi phần bánh hỏi nem nướng cho một người ăn là 45.000 đồng và bún xào là 45.000 đồng một tô nha các bạn. Đây là tô bún xào nem nướng nha các bạn. Còn đây là phần nem nướng bánh hỏi dành cho một người ăn nha các bạn. Nước chấm của nem nướng bánh hỏi là tương và mắm nêm. Lúc trước thì quán không có mắm nêm, thì sau này quán bổ sung thêm mắm nêm. Đây là một cái loại nước chấm mình khá thích khi ăn cái món này.
Đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Nếu mà video hữu ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo mình chia sẻ về ẩm thực Bạc Liêu. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.